Xin chào các bạn, và bây giờ là ngày ba vẫn là ngày 30 tháng 4, cái ngày mà mình đăng cái video đi xuống nhà đi xuống quê ấy. Ở đây mình vẫn đang ở quê và mình sẽ cập nhật tình hình cho các bạn. Bây giờ mình đã tìm thấy một cái gì đó hay ho để mình làm vlog, thế nên là mình sẽ các bạn xem đây. Đây là đống vịt hay đống ngan của ông này đó, thấy chưa đấy, vịt các kiểu đó. Và đây mọi người đang cho vịt ăn đó, các bạn thấy chưa, Lâm Đạt và ông đó, một cái bát siêu to từ hay là từ từ vừa lấy cháu ấy cháu ném thức ăn vào người nó Lâm không biết ném một tí nào, ném ra hết ở đây, không có một tí ở đằng sau đây nữa này đó. Lâm không biết ném một tí nào các bạn ạ. Chúng ta ném gần thôi. Đó. Đấy, nó ăn rồi. Đây là ăn rồi chưa? Đấy, bốc thì bốc nó cẩn thận mà bốc nó lại ra hết ngoài. Các em bốc cẩn thận không anh? Ừ. Và cả một cái rổ siêu to khổng lồ như này là hết rồi. Úi xời. Em ném thứ vào người của con vịt rồi. Đủ ô ạ. Ok, họ sẽ đổ nhá. Ông sẽ đi bắt ốc nha các bạn nhá. Đây, còn thêm một vài con vịt để cho con ngan nữa. Nay còn phải sợ. Nói vậy là mình sẽ đi theo chân ông để ông ngoại để mình cái gì à? Để xem ông một có bớt ốc như nào. Đó. Lá gì đây? Lá không. Ăn đi anh ơi. Không. Cái này có thêm một cái vlog nhỏ nhỏ nữa để quay. Tí như này cũng sợ. Đó, cái hồ hay là cái chéo cái gì đó ở đây anh đó, quay thấy không, đang quay hay không thấy lô gì cả, bảo rồi nếu mà như thế nó tắt bình luận của anh thì sao. Ngày xưa anh quay em mà. Ngày xưa như thế nhưng bây giờ nó khác rồi, bây giờ nó cập nhật luật mới thôi. Không ạ, để xem ông ấy nhá, anh đi ông bắt ốc ngồi bắt ốc nha. Không, anh ở đứng lại quay vlog mà em bắt đi. Mình sẽ cho các bạn xem không cảnh xung quanh nhá. Đó, các bạn có thể thấy những con ốc ở đó, đấy các bạn thấy chưa? Làm đi. Đâm nồi à? Các bạn thấy ông đi mà có bắt ốc này, đó. Đã chưa? Kinh chưa? Lâu đang cảm thấy rất là sợ. Này có một mùi rất là kinh các bạn ạ. Đó, đây là những cái con vịt hoặc chéo con ngan đó. Không chết.
nhìn chân đạt này đó. Thế cho khán giả xem chân của em đi. Đâu? Nhìn chân của em đây nè. Wow, chân mình vẫn là bình thường. Cái gì ơi, chụp mấy à? Ờ, cái này nó rất là nâu, bây giờ chuyển sang màu đen y như xi măng các bạn. Màu xám hay màu gì đó. Đó, mọi người thấy ông đang mở cái bắt ốc cái này kéo dài đến tí đằng sau kia cơ. Đó, thấy chưa? Mình nói bị nhiều từ đó nhưng không sao. Rodan vừa bị ngã các bạn ạ. Mình sẽ hạn chế cho mặt của Đạt và Lâm ở đây, không thì YouTube sẽ tắt bình luận. Ôi dồi ôi, mình bị trượt chân các bạn. May quá. Tay của Đạt đang có rất nhiều bùn, mình sẽ đi ra bên này xem như nào nhé. Đó. Bầu trời trong xanh, cây cối cũng tươi xanh. À, hồ nước thì xanh ngọc bích. Thế cái gì cũng xanh ấy nhở. Thôi kệ đi. À, ông nào ở đây. Bớt xuống đây cho cá ăn đó. Đó, thấy chưa? Đấy, các bạn có thể thấy không? Đó. Thôi đi bà, cho mẹ mày đánh cho trận. Mọi người mình sẽ đi về nhá. Đi về thôi. Mấy người này nhìn thấy những cái vết chân bẩn của ông in trên mặt đất. Đó. Tôi bên nào vẫn đang ở đây. Thằng Lâm nó cầm, đúng không? Này, quay xít ngã các bạn. Bầm, 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 bầm. Hai đứa kia vẫn còn đang... Ôi cái gì đấy? Kiểu cho cái mặt của mình lại kinh. Nó đạp Lâm rồi các bạn thấy chưa? Đó. Ok, mình sẽ đi về xem Đạt và Lâm bị kết quả mạng như nào. Khi nào có chuyện gì thú vị sẽ quay tiếp. Mày đấy. Mày không? Đâu? Mày không? 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 M